rất là thích make up tự nhiên. Nó làm cho cái mặt của mình như là cái da của mình nó rất là bí, nó bì, nó dày và nó nặng trĩu. Thêm vào nữa là đánh giày thì nó sẽ làm cho cái lỗ chân lông của mình nó bị bít tắc lại và nó sẽ rất dễ để gây ra cái tình trạng là mụn trên da. Kem nền BB Vanessa đỏ, hương thì hương dùng chay trường một năm gần đây rồi. Nói chung là nó giữ được cái lớp nền cực kỳ tốt, chống nước, chống nắng cực kỳ tốt. Che khuyết điểm thì quá rồi. Đây, nhìn da mặt của Hương My, nó căng, nó mịn, nó kiểu nó lại mỏng mỏng, nó lại kiểu tơ tơ như là một cái lớp lụa trên da mặt ấy. Nó rất là sướng, nó rất là nhẹ. Đánh cái này thì có đánh thêm 3-4 lớp ở trên da mặt nó cũng chẳng có vấn đề gì. Với cái tinh chất nhân sâm, rồi cái thành phần nó tự nhiên và kể cả là vitamin cũng như là collagen nữa, thì cái này nó không chỉ đơn giản là một cái chai, một cái lọ nền, kem nền để mà che khuyết điểm nữa rồi. Nó không chỉ đơn giản là như vậy, mà nó còn là một cái chai dưỡng để dưỡng da, nuôi da mỗi ngày. Đây mọi người nhìn thấy không ạ? Có con mụn đây chắc vừa ngứa tay cậy. Nhân tiện mình che luôn cái mụn đi, xem tình hình thế nào. Nhà mình nhạc. Mình nhìn thấy cái đầu mút này không ạ? Mình vặn theo cái đường đó, theo cái đường kim đồng hồ này, mọi người thấy nó phòi ra. Xong nếu mà cẩn thận thì mình có thể cho vào tay này. Mình lấy bao nhiêu thì mình sẽ cho vào đây. Ví dụ trực tiếp mình lấy chính cái bông đầu mút này, mình đánh vào da của mình, xong mình tản đều nó ra. Chấm tản đều ra. Một lớp rất nhẹ thôi mà nó đã trắng lên rồi nha chị em, mà ai muốn trắng ý. Trời ơi, nghiên cứu em này chỉ cần một bước thôi mà nó bắn được bao nhiêu là đích, vừa trắng vừa mịn vừa che khuyết điểm, nó vừa dưỡng da, chống nước chống nắng cực kỳ tốt luôn. Mình thấy không, càng đánh nó càng bóng càng mịn. Đó, cho người xem gần này, có bị căng không ạ? Có bị kiểu nó bị bờ bờ lên không ạ? Có bị dày da không hề đúng không ạ? Rất tự nhiên, rất mịn, như là một cái lớp kiểu trang điểm rất nhẹ nhàng, rất là phù hợp với những chị em mà kiểu thích trang điểm nhẹ nhàng giống như là Thanh Hương.